Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển hàng lậu lúc rạng sáng. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3.000 gói thuốc lá hiệu Z, 250 kg bột ngọt có nhãn mác nước ngoài, 3.000 kg đường kính trắng có nhãn mác nước ngoài. Ngày 29 tháng 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với lực lượng công an phát hiện một vụ vận chuyển hàng lậu tại huyện Hướng Hóa. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 29 tháng 10, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện ô tô có biển kiểm soát 74C-09729 di chuyển trên quốc lộ 9, đoạn qua xã Tân Long, huyện Hướng Hóa có biểu hiện nghi vấn. Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng để kiểm tra, lái xe không chấp hành mà điều khiển xe chạy về hướng thành phố Đông Hà. Ngay lập tức, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm đã tổ chức truy đuổi, đồng thời thông báo cho công an huyện Đa Công phối hợp truy bắt. Đến km 42 thuộc quốc lộ 9, các lực lượng chức năng phối hợp chặn được phương tiện trên. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3.000 gói thuốc lá hiệu Z, 250 kg bột ngọt có nhãn mác nước ngoài, 3.000 kg đường kính trắng có nhãn mác nước ngoài. Lái xe Võ Biên Cương, 23 tuổi, và phụ xe Lê Hữu Hùng, 24 tuổi, cùng trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa nói trên. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.